Welcome to the AGL Atlanta. Tennessee qua là thư hết, cái gì cũng thích hết trơn á, mà dân Sơn về là ủng hộ dân Sơn. This is where all the dancers are doing the makeup right now. Some of them doing the hair. Those three girls over there are the violinists. The strings, they're really good. A song called Yêu Một Đời. Lyrics are written by Ngọc Trinh. Music is arranged by Ngọc Lê Ngọc. And it's a fun song. Yeah. I'm singing with the legendary Trường Vũ, who I call Daddy Vũ, because they say we look alike. I am totally opposite from usually what I usually am and what I usually do. But this was Kit Yoko of the entire production. Khi mà các bạn nhìn thấy những cái loại vật dụng rất là đời thường như thế này của Mai Đình Tới, thì Mai Đình Tới đã sáng tạo ra những cái loại nhạc cụ rất đời thường thế này, đã được đi biểu diễn rất nhiều nước trên thế giới và đi đến đâu cũng được đông đảo bạn bè quốc tế rất là yêu mến, và đặc biệt là Việt kiều chúng ta. Và đây là những cái đồ nhạc cụ của Mai Đình Tới, là từ chai, dây ống nước, rồi sáo mũi. Và những cái loại nhạc cụ này người ta thấy rất là bình thường, và thậm chí là đem lên máy bay người ta còn nghi ngờ không biết là cái này đem đi để làm gì, bởi vì nó rất là tốn kém. Nhưng mà khi mà người nghệ sĩ sáng tạo ra thì dù đi bất cứ nơi nào trên thế giới này thì cái những nhạc cụ đó của mình lúc nào cũng rất là yêu mến và trân trọng. Finally, huh? Today is the day. Live show. Yeah. Can't wait. See how it turns out.
Mày nói cái kiểu mày chụp hết, mày ngồi mày chụp mày làm gì? Tao hỏi mày sao mà đẹp được? Nghe nói kỳ này Linh Cho hát một cái bài mà có mấy triệu đó hoa hồng á, cái bài đó đúng 999 999 đó thôi là còn 1 triệu đó, nhưng mà mình có thể cộng thêm mấy cái đó mà nhảy phụ á là nó lên 1 triệu mấy rồi, đúng không? Tina, so Tina, today I heard you singing a cool song and you're wearing red and black, crazy Tina, what are you singing Tina? Lắm, xong show sướng lắm, xong show cái cảm giác giống như là cái bong bóng á mà nó xì hơi vậy đó, là nguyên 2-3 tháng nay nó căng như cái bong bóng mà bụng cứ hơi vậy đó, mình cứ căng 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 như nè, show xong cái show đã về lắm, đã nhất luôn. Ông cái này ông sướng nhất rồi nha, ông nha có con lên khấu nha, cảm ơn vợ tương cấu tôi chưa được dịp á, nãy ông đứng cảm ơn vợ, ông cảm ơn vợ mà tôi cho tôi cắn lưỡi luôn á. Chết mẹ, làm sao tôi nói chết da không, tôi kêu sao tôi nói vậy trời. Không phải anh có tính, anh tính nói không chơi tôi không, anh nói tưởng chơi mà chết thiệt đó, về chết đó. Cảm ơn bây giờ cũng là too late rồi, tại vì cái kia là cảm ơn kia bằng trước mấy triệu khán giả, bây giờ cảm ơn cái này là too late rồi. Cái này gọi là cứng đầu nè, cái này gọi là cứng đầu nè, đã biết lỗi thì ta dớt giác một chút đi. Cảm ơn, không, chẳng thà không cảm ơn ở đây đó, chết còn còn thay. Cảm ơn mà cảm ơn chỗ này á, là chết mà không còn một manh giáp. Nhưng mà khi mà cảm ơn cái Mạnh Thường Quân thì lúc đó cái tình cảm mà, thì thôi, sẵn nói một tiếng luôn. Chứ nếu thật sự mà cảm ơn mà trịnh trọng đàng hoàng á, là lên sân khấu. Nếu không lên sân khấu ngồi dưới thì cũng phải là nói cho cameraman nó biết là ngồi vị trí nào để lấy hình. Thế nên nãy là cái đó là bất ngờ thôi. Nhưng mà cái đó không chừng là cái hại cho Dân Sơn. Tự nhiên vợ Dân Sơn sẽ hỏi, ủa sao anh Dược Thảo lên sân khấu biết cảm ơn vợ mà anh không biết? Cái này là cái giết nhau nè. Mà cái đó tôi làm tôi cố tình giết Dân Sơn mà. Lady and gentlemen của mày. I hope everybody have fun tonight. Yeah. What you say? Yeah. Yeah. One of you guys, I can do nothing. Yeah! You did a good job tonight. Yeah! This is my lucky star.
hồng gì kỳ vậy? Sẵn kỳ. Hồng không có thấy làm gì hết, tin là la không vậy? Tôi không làm sao nó la. Động phòng là ít nhất là cho tiện người ta nói động phòng là ít nhất là cái phòng nó đậm hay gì. Tự nhiên rồi cái lạnh là la không hả? Tôi tưởng nó chạy vòng vòng vậy con, không thấy nó động nữa hả? Anh diễn tả